Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube nhà tôi Vlog của anh Dương nha. Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ bày cho bạn Dương một trò chơi mới, đó là trò chơi đi tìm các tranh ảnh mà anh Dương đã được học nha. Bây giờ anh Dương ơi, có sẵn sàng chưa? Xin chào mọi người đi nào. Rồi cho chúng tìm, Dương đi tìm cho mẹ quả vải đi. Quả vải đâu? Vải. À đúng không? Yeah, đây là quả vải đây. Rồi Dương đi tìm cho mẹ quả. Rồi quả Việt Quốc. Việt Quốc ở đâu nha? Em biết chưa? Em xỉu à. Dung tìm cho mẹ quả Việt Quốc đi. Việt Quốc ở đâu nhỉ? Quà wow, đúng rồi. Đâu Việt Quốc đâu đi các bạn xem nào. Rồi rồi Dung tìm cho mẹ quả chôm chôm. Thôi Dung tìm đi. Đâu chôm chôm đâu chứ? Chôm chôm đâu có? Rồi bây giờ nha, mẹ có cái trò chơi này á, nó đặc biệt hơn. Ở đây là mình có những cái chữ, cái thẻ chữ nè. Mẹ có thẻ chữ nè. Bây giờ Dung biết cái thẻ chữ này là chữ gì rồi đúng không? Bây giờ con sẽ đem những cái thẻ chữ này lại cái trái cây đúng cái chữ tên của nó, được không? Rồi 1, 2, 3. Giờ Dương, chữ này chữ gì? Hỏi. Rồi, con lại đặt tên cho nó đi. Đặt tên cho nó đi. Con lấy thẻ hỏi ra, con đặt tên cho nó. Chị hỏi ở đâu? Chị hỏi ở đâu? Chị hỏi ở đâu? Đúng không nào? Để dưới cho hỏi, để dưới cho hỏi. Rồi để ra đây cho các bạn thấy. À, rồi xong chưa? Trốn đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi chữ này chữ gì? Chữ gì ta? Chữ gì ta? Nhãn. Nhãn ở đâu nhỉ? Nhãn ở đâu nhỉ? Đâu lấy cái nhãn ở đây coi nào. Nhãn ở đâu? Chùm nhãn ở đâu nhỉ? Rồi đem ra đây, để đây. Sắp xếp chữ gì? Phải đọc to lên. Không phải. Nhỏ nhỏ. Nhỏ đâu? Rồi, Dương đặt xuống cho mình xem. Rồi, Dương nha. Chữ đó không có hình. Rồi, Dương đi tìm đây nè. Rồi, chỗ. Rồi chữ này chữ gì? Chữ gì? Nam con phải đọc con mới tìm được hình chứ. À rồi chữ đi tìm hình đó đi. Này. Chạy nhanh thế. Đúng không? Giỏi quá. Xỉu luôn. Chóng mặt quá. Rồi để xuống. Chóng mặt quá. Rồi để xếp lại đi. Wow. Rồi bây giờ chữ này chữ gì ta? Chữ này chữ gì không biết, Dương biết không nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Đâu? Chữ gì Dương nhỉ? À rồi Dương tìm đi. Để xuống. Để ra ngoài kia các bạn mới xem được. Ê, quay chữ chuối lại, chữ chuối bị ngược rồi. Chữ chuối. Rồi. Để mà tìm nha. Đây là chữ. Chữ vải. Bây giờ ở trong đó không có chữ vải thì mình qua nha. Chữ rồi. Đây. Ở đây mình có chữ dứa. Nào coi đường dừng biết không nha. Dứa, chữ gì vậy dứa? Chữ này chữ gì vậy dứa? Phải đâu? Không phải đâu. À, đi tìm đi con. Hồi nãy nghe mẹ nói chữ vải á, mình nhớ. Mà nhìn lại thì không phải. Có đúng trái dứa không? Trái trái dừa mà. Thôi lộn rồi. Trái dứa ở đâu? Trái dứa trái hôm giống nhau à? Ờ trái hôm cũng được. Rồi để xuống đi. Trái hôm trái dứa thì cũng giống nhau á. Hao hao mình gọi chung đi. À các bạn thấy Dương giỏi không? Dương chẳng lẽ ngồi đi chứ bên chắc. Nhưng mà không có hình. Nó không có đúng. Không phải nè. Chữ vải đâu, tìm chữ vải cho mẹ coi. 1, 2, 3. Rồi chữ vải đâu, lấy cho mẹ coi. Nhưng mà bây giờ mẹ không biết chữ nào chữ vải hết á. Dương lấy cho mẹ đi. Chữ gì vậy? À rồi bây giờ tìm hình trái vải cho mẹ đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trái vải đâu, Tìm đi. Ở trong đó.
Nhưng mà sếp, cái chữ đâu? Chữ vải đâu? Bây giờ có chữ gì ở đây? Có chữ chanh nhưng mà không có hình. Không có hình thôi nha. Ủa? Sao nó trái chim chóm hả? Cái này mới là trái vải đây. Ủa, đờ. Lộn nha. Con tự lấy mà. Rồi xong chưa? Rồi xuống chụp hình nào. Xin chào mọi người và các bạn đi nào. Thế con, nhớ cho chơi đi không? Giờ ngồi dậy. Đi ngồi dậy nào. Các bạn hãy đăng ký kênh và ấn chuông thông báo kênh của anh Vinh nha. Cảm ơn.